What? Oh shit. Và không tất cả anh em, chúng sẽ phải đây. Chào mừng anh em đến với thực tế ảo. Mẹ vãi thật, tôi không thể tin được các bác ạ. Má cầm nắm nó y như ở ngoài luôn. Thực sự có cảm giác cực kỳ giống em ạ. Và đây là lần đầu tiên mà tôi vào cái ứng dụng thực tế ảo anh em ạ. Tôi em biết tôi đang ở đâu nữa. Đang ở trong cái phòng. Mẹ sao như kiểu là tôi đi ra đây được rồi. Không, cái này bị chắn đi luôn. Còn bên này cũng không đi được luôn này. Nó y như thật luôn đó các bác ạ. What the hell. Trời ơi, nó cảm ứng. Các cái cây này nó cũng cảm ứng luôn này. Phải thật. Cái này sẽ có nhiều game cực kỳ hay lắm nha. Nhưng mà đây tôi chỉ là vào cái ứng dụng nhỏ trong gọi là vô và những trò chơi thực tế ảo thôi. À khoan, đây này. Đây nó có kêu mình làm cái gì đây này. Ấn xuống, ấn xuống. Ok. Đây. Wow, 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 wow. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Wow. Hey, hello, đừng chạy. Đừng chạy, lại đây, lại đây, lại đây. Má con robo mà tôi tưởng cái máy in đấy chứ. Em xin lỗi nha, em tưởng chú là cái máy in. Lại đây. Come here. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mẹ chạy làm gì? Ôi má. Suýt nữa là tôi thả mẹ, nó hai cái tay cầm xuống cái bàn rồi. Đây là cái bàn ảo nha. Cái bàn thật của tôi nó nằm đây này, đây này, đây này, đây này, đây này. Lại đây, come here. Đây nào, xin chào. Có gì đặc biệt không? Ủa má, nó nhiều thiệt luôn các bạn. Wow. What the. Không tin được luôn. Cái gì? Gắn vô đó hả? What? Ủa cái xe. Này cho này. Sao lại không ngừa à? Không thể tin được luôn á. Nó như thật vậy luôn. Ok, để anh mình nhét thử cái băng này vô xem nha. Oh. Oh. Hiện lên thế này. Oh. Đi đây. Cái gì đấm hả? Đấm hả? Đấm này. Đấm này. Ui, cái này chắc tôi chơi cả ngày luôn quá. À, sướng thực sự. Cái gì, có đứa nào? Sao lấy đâu ra nhiều đĩa thế? Ăn đây hả? Ồ, à, cái đĩa nó bay lơ lửng. Yeah. Yeah. Wow, bay đâu ấy? Cái gì? Đây. Yeah. Bướm à, nhét luôn xem nè. Mẹ, ảo thực sự luôn. Trời ơi, tôi là một game thủ gọi là ở trên núi xuống. Tôi vừa khám phá ra được một cái thế giới mới. Nó một thế giới hoàn toàn mới. Đấy, 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 đâu đấy, đâu đấy. Đâu đấy. Yeah. Mơ ảo thực sự rồi. Ok, cái này cái gì? Cái gì đây? Nhấp đây à? Rồi. Nhấp chưa? Không được anh em ạ. Chỉ có thông ghê. Lại bừa thực sự. Như đây, đây. Bên này nó in cái gì? Wait, what? Ok, đợi xí. Em phải xem mấy cái nút này là cái gì. Cái này là nó in ra các bác ạ. In ra đống đồ luôn. In ra đống đồ. Ok. Rồi, cái gì đây? What? Cái gì đây? Yeah. Woo. Wow, chơi đồ đoàn các bác ạ. Kìa con bướm vàng. Ấy. Mà mất kìa con bướm vàng cái bay luôn rồi. Đây, có mất rồi. Ôi, cho ba cái luôn. Căng vậy. Yeah.
bay bay lơ lửng trên không trung này. À nó có cái à bay như kia. Oh my god, what? Thực sự đây là cái cảm giác chơi game một cực kỳ lạ kỳ mà tôi chưa từng bao giờ trải qua luôn á. Còn nhiều đĩa thế. Cái cây súng này. Đợi xí, em bỏ xuống này đã. Bay lơ lửng. Rồi. Cái gì đây? Cái hình vuông này là chưa thấy bao giờ này. Đó, cái này. Ok. Vỗ tay. Thực sự là cực phê luôn á. Chữ động kiểu như thật vậy. Sao nó không có hình người tới đây nhỉ? What? Không trọng lực. Nhưng mà sao tôi không bay? Sao tôi không bay? Trên mình này có bàn cái nhỉ? Wow, rơi xuống hết rồi. À, thì ra cái băng hình vuông kia là môi trường không trọng lực. Mình không chạm ra ngoài rồi anh em ạ. Chạm ra được nhưng mà chỉ một đoạn thôi, đây là cái bàn của mình rồi. Đây là cái bàn này. Cái gì đây? À, nó kéo. Wow. Nhìn kìa. Bay tứ phương tám hướng luôn. Đó đây ạ, đó đây ạ. Trời. Nó tiêu. Bay nào. Bay lên trên kia luôn. Ôi nó không. Phải bay xuyên người ư? Đó, các bác đợi xí nha. Ê, nó không ra kìa. Trên kia có cái kín. Mẹ sợ chó ấy. Trên kia nó có cái kín. Đi đâu không? Để tôi làm một phát nữa. À, lừa đảo. Oh yeah. Yeah. Ơ, vậy có nghĩa là đâu rồi? Sao mất rồi? Bắn cái gì? Oh, bắn đi. Wow. Trời má. Ít như tôi đang cầm súng thật luôn đấy. Sao mà nó cảm giác nó giống dữ vậy? Ôi, thế thực sự. Ngồi xuống đi xem. Ngồi xuống cũng giống luôn. Ê, bắn. Yeah. Bắt xuyên luôn. Không dính. Thế rồi. Sao cái này nhìn lạ vậy? Này nhét ở đâu? Lại nhét vào đây à? Hoàng thật vậy. Ôi, nó. Chuyện gì vậy? Cái gì đó? Sao đừng nói. Nó làm ra thêm con robot nữa nha. Như vậy. Biến mất. Đồ đạc hết rồi. Tạm biệt à. Bye bye. Không tin được, tôi đang ở trong thế giới thực tế ảo. Không thể tin được. Này, công nghệ nó phát triển đến mức này luôn rồi anh em ạ. Anh em xem trên màn hình không biết là anh em phê hay là như nào chứ. Tôi đeo cái kính này thực sự là quá ảo diệu luôn á. Ơ, tôi di chuyển ra đây được. Ôi má. Holy moly. Một vùng trời rộng lớn. Đẹp thực sự luôn á. Nhìn này. Tôi chỉ là vừa mới bắt đầu bước vào một thế giới mới thôi. Thế giới game thực tế ảo. Được rồi. Và anh em mình sẽ gặp nhau trong những tựa game cực ảo diệu tiếp theo. Ở những video tiếp theo. Hôm nay chỉ đồng hành giới thiệu với các bác ạ. Được rồi, hẹn gặp lại anh em trong những video thực tế ảo tiếp theo.
Bây giờ thì mình Dung Senpai xin chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.